make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Một năm đi qua với biết bao nhiêu thăng trầm, những kỷ niệm không thể quên. Nhưng hơn tất cả, Hope Coffee Sisa đã và đang trở thành điểm đến của những con tim muốn hòa chung nhịp đập. Tất cả chúng ta cùng ngồi và nhớ lại những giây phút khó quên của một năm về trước, ngày mà Hope Coffee Sisa được sinh ra. Và sau chặng đường một năm phát triển và trưởng thành với bao nhiêu sóng gió, nhưng quý khách hàng vẫn luôn yêu quý và sát cánh cùng Hope Coffee Sisa để quán ngày càng phát triển. Nay Hope Coffee Sisa đã tròn một tuổi, một năm của những niềm vui và cả những âu lo. Một năm qua, một quãng thời gian không quá dài, nhưng với Hope Coffee Sisa đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Hôm nay đây, ngày hạnh phúc nhất được nhân lên nhiều bởi xung quanh Hope Coffee Sisa là sự hiện diện của tất cả các bạn bè, và đặc biệt là sự hiện diện có mặt đông đủ của toàn thể quý vị khách quý trong buổi tối ngày hôm nay. Đi chơi từ sáng giờ về đó mà tối lại đi tiếp à? Ở đây có gì mà chơi? Xin mời cả nhà cùng lắng nghe với ca khúc Phong Cách Người Chơi. Dòng mà khi bố giờ tìm đâu có thiếu, tiền nhiều không dám tiêu, ai mà dám yêu. Nhà giàu lên vách, chắc gì em có phong cách của một dân chơi. Thời đại những người ơi, đều mà chơi chậm, ngồi vô kể. Sống rất bao dung, thật tâm tư tế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chậm, vẫn vượt rồi. Chỉ khi ta chơi, ta mới hiểu hết người ơi. Giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi. Phong cách người chơi, qua dòng đời sẽ khắc ghi. Không cần chứng minh, anh suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang, phong cách chơi chẳng ra gì. Nhưng nghèo khó, phong cách chơi lại đẹp đơn giản đi. Có đúng không cả nhà? Của Hope Cà Phê, tất cả quý vị lại cũng nhận tiền một điều đặc biệt nhất, đó chính là Việt Nam được lọt vào vòng chung kết tranh chức vô địch với một nước nhà rất là mạnh, đúng không quý vị? Chúng ta không quen biết luôn, nhau hơn nhau thoải mái này. Hôm nay cứ thoải mái đi, không vấn đề gì, tôi mà chưa phải tôi lo. Nếu mà chơi thật nhiều hơn vô kể, sống rất bao dung, tập tâm thì tư tế. Chơi nào tính toán, không bao giờ ai oán. Tuy nghèo thế thôi nhưng chơi thì chơi chất, vẫn khuất rồi. Phong cách người chơi, ai đoán được người ơi. Khi ta mới chơi, ta đâu hiểu được tính người. Chỉ khi ta chơi, ta mới hiểu hết người ơi. Giàu nghèo đâu nói lên phong cách người chơi.
chơi, qua dòng đời sẽ khắc ghi, không cần chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang không cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó không cách chơi lại đẹp đơn sáng kỳ. Phong cách người chơi ai đoán được người ơi, khi ta mới chơi ta đâu hiểu được tính người. Chỉ khi ta chơi ta mới hiểu hết người ơi, giàu nghèo đâu nói lên con cách người chơi. Phong cách người chơi qua dòng đời sẽ khắc ghi, không có chứng minh hay suy nghĩ làm gì. Nhiều khi giàu sang phong cách chơi chẳng ra gì, nhưng nghèo khó phong cách chơi lại đẹp đơn sáng đi. Hồng Linh ơi, mời lên lên to lên đồng ạ, Hồng Linh ơi. Yeah. Anh sẽ chơi cả hết tất cả những điều vì anh quá yêu, anh quá muốn chiều để em lừa dối em đã ban đầu rồi đôi tay. Căn phòng lạnh lẽo, anh thấy cô đơn, anh thấy mọi mệt phải nhớ về người, anh nhớ nụ cười của em. Sẽ ra những cuộc vui xa hoa thôi, và em đã quên đi tình yêu cho em. Để giờ đây em mãi bước xa khỏi cuộc đời anh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.
your mind like a bottle of wine.